vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sức Khỏe. Quý vị thân mến, bên cạnh việc lựa chọn những thực phẩm để ăn uống mỗi ngày, thói quen ăn uống cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe nói chung. Thói quen ăn uống sai lầm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bạn, tạo cơ hội cho việc hình thành nhiều loại bệnh tật nguy hiểm. Nên cả việc ăn cơm cũng như vậy, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng ăn cơm nóng nấu chín với những loại món ăn mát lành, đầy đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày là có thể bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên thì thực tế có rất nhiều thói quen ăn cơm sai cách, dù rất nhỏ thôi nhưng về lâu dài sẽ gây nên những hậu quả sức khỏe đáng tiếc. Chuyên gia dinh dưỡng điểm ra một số thói quen ăn cơm sai cách phổ biến sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Cấm ăn cơm kiểu này, kẻo gây họa vào thân, rất hại cho sức khỏe. Thứ nhất, ăn quá nhiều cơm. Người Việt thường có thói quen ăn nhiều cơm mà không hề biết rằng trong cơm chứa rất nhiều đường. Nếu ăn nhiều cơm sẽ khiến lượng đường trong máu cao và kéo dài là nguyên nhân chủ yếu gây nên những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng tới cuộc sống và chất lượng cuộc sống. Ăn nhiều cơm bị tiểu đường sẽ gây biến chứng tim mạch như tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho những người mắc đái tháo đường. Chính vì vậy, mỗi người trưởng thành có mức lao động thể lực trung bình thì nên ăn trung bình mỗi bữa 2 lưng bát cơm. Thứ hai, ăn cơm nguội. Nhiều bà nội trợ có thói quen tận dụng cơm nguội và đặc biệt là sử dụng cơm nguội để rang cơm. Cơm nguội để lâu sẽ rất dễ đưa bệnh vào người, kể cả khi cơm nguội không có dấu hiệu biến chất, chua, thiu hoặc đã được rang, hầm nóng lại thì vẫn có thể gây ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện điển hình là buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi. Do đó, chuyên gia khuyến cáo rằng mọi người chỉ nên ăn cơm nóng hoặc cơm nóng vừa được để nguội. Nếu ăn không hết, cơm phải được bảo quản trong tủ lạnh không quá 24 giờ, không ăn khi cơm có các dấu hiệu bất thường. Thứ ba, cơm chan canh. Thói quen vô cùng phổ biến của người Việt từ xưa đến nay, ít ai từ bỏ được, chính là việc ăn cơm chan canh. Thói quen này vô cùng có hại vì sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Chuyên gia lý giải rằng khi nhai thức ăn, nước bọt trong miệng sẽ không ngừng tiết ra để làm ẩm thức ăn, từ đó việc nhai thức ăn trở nên nhanh hơn. Chưa hết, enzyme trong nước bọt cũng sẽ hỗ trợ quá trình tiêu hóa, từ đó hấp thụ thức ăn tốt hơn. Thế nhưng khi ăn cơm chan canh, bạn có xu hướng bỏ qua việc nhai thức ăn hoặc nhai không kỹ. Ăn kèm cơm sẽ được nuốt nhanh hơn, chưa được hấp thụ đủ độ nước bọt đã chui xuống dạ dày, từ đó làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Thức ăn vào dạ dày vẫn ở dạng cứng, chưa được nghiền nhỏ, làm kéo dài thời gian lưu trữ trong dạ dày. Về lâu dài, dẫn đến tổn thương niêm mạc dạ dày, do dạ dày phải làm việc vất vả hơn. Chưa hết, ăn cơm chan canh vô cùng có hại cho người bị đau dạ dày. Trẻ nhỏ ăn cơm chan canh dễ tạo cảm giác no ảo, dẫn tới thiếu chất. Về lâu dài, trẻ sẽ hình thành thói quen lười nhai, ảnh hưởng đến sự phát triển của xương hàm. Tốt nhất, bạn nên uống canh trước hoặc sau khi ăn cơm, cũng như ăn các loại thức ăn khác. Người muốn giảm cân thì nên ăn canh trước khi ăn cơm để tạo cảm giác no, tránh ăn nhiều. Trẻ nhỏ nên ăn canh sau khi ăn cơm và thức ăn để đảm bảo hấp thụ đủ chất. Thứ tư, uống trà trong và sau bữa ăn. Nhiều người cho rằng uống trà trong và sau bữa ăn cơm sẽ tạo cảm giác ngon miệng, dễ ăn, dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, điều này lại là một sai lầm. Nước trà sẽ khiến cho các protein có trong thức ăn bị kết tủa, làm co niêm mạc dạ dày, loãng dịch vị và gây ra những tác động không tốt đến hệ tiêu hóa của cơ thể, đặc biệt là hấp thụ sắt. Thứ năm, không ăn cùng rau củ. Cơm là thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Ăn cơm cùng rau củ sẽ đẩy lùi cảm giác thèm ăn, ngăn chặn béo phì. Đồng thời, trước lo ngại ăn nhiều tinh bột gây đái tháo đường, chất xơ từ rau củ rất hữu ích cho việc tạo ra màng lưới, làm chậm quá trình đường hấp thu vào máu. Do đó, khi cơ thể nạp tinh bột, việc tiêu thụ nhiều rau và trái cây sẽ luôn là trợ thủ đắc lực. Và cũng từ đó, hạn chế các căn bệnh như tiểu đường, béo phì, rối loạn chuyển hóa. Thứ 6. Ăn gạo trắng nhìn đẹp mắt. Các loại gạo trông rất trắng và đẹp mắt sau quá trình xay sát kỹ nên đã làm mất đi các chất dinh dưỡng có lợi như các vitamin nhóm B, nhất là vitamin B1, chất xơ. Do vậy, chúng ta nên chọn các loại gạo không xay sát quá kỹ cho bữa ăn hàng ngày. Gạo lứt là gạo không bị xay sát kỹ, vẫn còn lớp cám bên ngoài hạt gạo, có chứa những hàm lượng dinh dưỡng cao hơn và đã được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ trong việc kiểm soát đường huyết, để hỗ trợ dự phòng và điều trị bệnh đái tháo đường. Thứ 7. Uống nước có ga, nước lọc hoặc nước hoa quả trong khi ăn cơm. Uống một số loại nước ngọt, nước có ga hay đơn giản là nước lọc trong khi ăn cơm cũng là một trong những thói quen ăn cơm sai cách của người Việt. Việc sử dụng nước trái cây, nước ngọt có ga đôi khi là một cách tăng cường gia vị trong ăn uống. Tuy nhiên, nếu bạn uống chúng khi đang ăn thì không thực sự tốt chút nào. Khi có quá nhiều chất lỏng và thức ăn trong dạ dày, quá trình tiêu hóa sẽ bị chậm lại.
Chính vì vậy, việc uống bất cứ loại nước nào trong khi ăn đều gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình tiêu hóa. Đặc biệt, chúng ta không nên sử dụng đồ uống có ga trong bữa cơm do hàm lượng carbon dioxin dễ làm tăng áp lực dẫn tới dạ dày cấp. Quý vị thân mến, hầu hết mọi người đều chỉ nấu cơm một cách đơn giản là cơm trắng. Tuy nhiên, ít người biết rằng giá trị dinh dưỡng của cơm có thể tăng gấp đôi, ngay cả hương vị cũng thơm ngon hơn nếu như bạn thêm những nguyên liệu này vào sau khi nấu cơm để có thể làm sạch răng, ngừa rụng tóc, thay độc tố và giảm cân. Đó là những nguyên liệu gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu. Thứ nhất, thêm khoai môn khi nấu cơm. Nói đến khoai môn thì chắc chắn ai cũng đã từng ăn. Cách ăn khoai môn phổ biến nhất là hấp đường ăn hoặc chiên trực tiếp. Vị khoai môn dẻo, bùi được người già và trẻ nhỏ yêu thích. Nó cũng rất bổ dưỡng và giàu chất đạm, sau khi ăn có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể và kháng bệnh. Ngoài ra, ăn khoai môn thường xuyên giúp làm sạch răng, ngăn ngừa rụng tóc, giảm rụng tóc nhất định. Vì bản thân khoai môn là một loại thực phẩm có tính kiềm nên ăn khoai môn thường xuyên có thể điều chỉnh sự cân bằng axit bazơ trong cơ thể, từ đó giúp ngăn ngừa tóc rụng. Bạn chỉ cần gọt vỏ khoai môn, rửa sạch và cắt miếng rồi nấu cùng với gạo đã vo sạch. Thứ hai, thêm khoai mỡ khi nấu cơm. Khoai mỡ là thực phẩm bổ dưỡng. Trước hết, khoai mỡ hầu như không chứa chất béo và rất giàu cellulo. Sau khi ăn có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa đường tiêu hóa, làm sạch rác đường tiêu hóa, bài tiết phân trong cơ thể và giảm tích tụ mỡ. Ăn thường xuyên rất có lợi cho việc giảm cân. Do đó, bạn không phải lo tăng cân nếu ăn khoai mỡ. Bên cạnh đó, khoai mỡ rất giàu protein, chất nhầy và vitamin. Ăn thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, dưỡng tâm, an thần, kéo dài tuổi thọ. Đây là một món ngon phù hợp với mọi lứa tuổi. Thứ ba, bột yến mạch. Nhiều người không biết rằng bột yến mạch cho vào cơm hóa ra lại rất bổ dưỡng. Gạo bột yến mạch là loại hạt gạo có dạng hình gần giống như lúa mì. Nó là thực phẩm ít đường, giàu dinh dưỡng và năng lượng cao. Cứ 100g bột yến mạch chứa 15g protein và thuộc vào loại thực phẩm giàu protein. Đặc biệt, yến mạch rất giàu chất xơ. Cứ 100g bột yến mạch lại có chứa khoảng 6g chất xơ. Ăn đều đặn yến mạch có thể thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, cũng có thể ngăn chặn các bệnh tim mạch. Gạo bột yến mạch cũng rất giàu vitamin B và kẽm, có thể điều chỉnh quá trình chuyển hóa các loại đường và chất béo rất tốt, có lợi cho việc giảm cholesterol trong máu, hạ đường huyết. Gạo yến mạch cũng rất giàu axit béo không bão hòa như axit linoleic, cũng có lợi cho cơ thể. Nó cũng giúp duy trì cân nặng và duy trì sự ổn định lượng đường trong máu. Để nâng cao giá trị dinh dưỡng của gạo trắng, mọi người có thể thêm bột yến mạch khi nấu, giúp tăng cường hương vị và bổ sung chất còn thiếu như protein, chất xơ, khoáng chất và vitamin. Thứ tư, hạt đỗ đen. Đỗ đen rất ít calo, có hàm lượng protein lên tới 36%, dễ tiêu hóa, đáp ứng nhu cầu protein cơ thể cần. Đỗ đen có hàm lượng chất béo 16%, chủ yếu là axit béo không bão hòa, có tỷ lệ hấp thụ tốt nên nó còn có thể làm giảm cholesterol trong máu. Ngoài ra, đỗ đen cũng giúp cơ thể tăng khả năng hấp thụ chất sắt nên có thể cải thiện vấn đề về máu. Đỗ đen rất giàu các nguyên tố vi lượng và có thể trì hoãn sự lão hóa của cơ thể. Khi nấu cơm trắng thêm một chút đỗ đen có thể giúp tăng cường bổ sung protein. Gạo trắng được nấu với đỗ đen có màu sắc đẹp hơn, có chứa chất anthocyanin giúp chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra, đỗ đen có giá trị GI thấp và nấu cùng với gạo trắng, giá trị GI tổng thể có thể được hạ xuống và tăng cảm giác no, làm chậm sự gia tăng lượng đường trong máu. Đậu đen cũng có tác dụng bổ thận và có lợi cho lá lách. Ăn đậu đen thường xuyên sẽ có lợi cho sức khỏe của cơ thể. Thứ năm, nấu cơm với nước cốt dừa. Nghe tưởng kỳ lạ, thế nhưng nước cốt dừa lại được biết đến là loại gia vị thần thánh, giúp nồi cơm của bạn thơm ngon và hấp dẫn hơn nhiều. Để chuẩn bị nấu cơm với nước cốt dừa, bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau. Gạo tẻ, nước cốt dừa, hành củ, bơ, đinh hương, đậu khấu và vỏ quế. Cách nấu cơm với nước cốt dừa như sau. Gạo đem vo sạch rồi ngâm khoảng 15 phút trong nước lạnh, tiếp đến lấy một lượng nước cốt dừa vừa đủ để thêm vào nồi dùng để cơm. Lưu ý, ước lượng số nước cốt dừa phù hợp sẽ bằng khoảng 2 lần gạo. Cho hành củ, đinh hương, quế, đậu khấu, chè cùng các nguyên liệu đã chuẩn bị trước đó vào nồi. Đun thêm khoảng 1 phút cho phần gạo đã vo ráo nước, rồi đảo nhẹ để gạo ngấm bơ. Nước cốt dừa nóng già vào nồi, nêm nếm một chút muối rồi đậy vung và nấu cơm như bình thường. Món cơm nấu với nước cốt dừa có vị ngọt mát trong từng hạt cơm sẽ giúp bát cơm thơm ngon, hấp dẫn. Đừng quên chuẩn bị thêm một vài món ăn kèm để giúp cơm gia đình thêm hấp dẫn hơn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ ích cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau!